Khi các bạn cháu có tìm câu cá thì cá mình đánh lưới nhỏ thì con cá nhỏ xíu thôi, con gọi là mình gọi là những con cá mòi hay là cá we're arriving in the village. Họ bảo là cái này phải thả xuống ba tí này not bắt. Too good at the video but bắt thôi. Bạn đánh cho vui mà. Incredibly quiet and beautiful out here today. And we're bringing the computer to the village for the little ceremony. Đi vào rừng gấu hiêu lai nữa đi ngay bên cạnh mình này. Vâng. Đâu có chạy đâu mà quen rồi, người ta thân thiện với nó. Việt Nam mình lòng bằng ra phát súng ngay. Chết ngay về là nấu cao ngay. You can see there must be a generator there. There is a TV in that house. Con đi học về đấy. Đấy, bây giờ chính thức là đi học về đấy, có khăn quàng kìa. Ở ngoài này thì I hear quyền, some children in this boat. Quyền, người ta có hay quan tâm đến. Over here, let's see if you can see them there. Cái làng nào cũng có thôn trưởng. Nó có được có three children and an adult. Tiếp hoặc là có gì khó khăn thì có thôn trưởng. Is their life out here? Nói bằng cách nào thông tin liên lạc. Sorry, I moved the camera badly. There we go. Now, home with addresses on them. These families have lived here for generations. Sometimes they, if there is bad weather, they will be removed by the government to be safe in the mainland. But most people have been to the mainland once in a while. Some people have never been. It took us more than an hour to get here on the boat coming out. We came on one of the lovely Indochina Princess boats. We'll see how this came out. The end. Thank you.